Đây là các mảnh ký ức kiểu thể hiện rất là quen thuộc của cái tựa game series Assassin's Creed này. Các mảnh ký ức chấp vá với nhau. Đây là anh chàng, what the fuck, cái tay làm sao kìa. Vẫn là Desmond. Nhưng mà trong thế giới giả tưởng sao vẫn là Desmond nhỉ? Nó phải là Ezio Auditore chứ. What the fuck, cái tay làm sao vậy? Hello? Really? Cái gì đấy? À đúng rồi, mình quên mất. Đó là cái bản Revelation đấy, nó một cái lỗi khá là nghiêm trọng. Như các bạn thấy ở đây, đó là lỗi bị flick hình ảnh. Đúng không nào? Hình ảnh bị giật như điên. Đúng rồi, lỗi này mình từng gặp trước đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn loại bỏ cái lỗi này nhá. Bây giờ mình sẽ ALT 4 game ra đã. Được rồi, để sửa cái lỗi này thì các bạn làm như sau. Chúng ta sẽ vào file game nhé các bạn. Nơi mà chúng ta đã cài đặt Azio Auditore. Được rồi, đó là Assassin's Revelation. Được chưa nào? Ở đây, các bạn hãy tìm tới cái file đó là file đây. System Detection. Được chưa nào? .dll. Cái file này khi mà cài game chắc chắn chúng ta sẽ có. Được chưa nào? Được phải, delete cái đi. Nhớ nhá, System Detection.dll. Cái này chỉ có một cái thôi. Hoặc là các bạn vào file game các bạn ấn phím S. Ấn phát nữa. Ấn phát nữa. Ấn phát nữa, ấn 4 phát là tới, được chưa nào? System Detection.dll. Nhớ nhá các bạn. Chuột phải, xóa đi. Ok, giờ vào lại game nhá. Mình sẽ chạy lại game. Cái lỗi này khá là khó tìm đấy. Thực sự như vậy. Trước đây mình đã mất rất nhiều thời gian để tìm được cái lỗi này. Tìm cách khắc phục cái lỗi này. Mình lúc đầu không biết gì, mình cứ tưởng là cái này là cái bản crack nó bị lỗi. Thế là mình thay hết bản game với bản game khác, thay cả chục bản game luôn cũng vẫn bị như vậy. Bây giờ mình sẽ ấn Predator nhá. Story mode, mình sẽ vào lại cái story mode của mình. Desmond Azio Auditore. Ok, đúng nào, chúng ta đã khắc phục được cái lỗi ham lành đó. Bây giờ thì sẽ không còn bị giật hình nữa. Trong phần game Revelation này thì theo mình được biết là chúng ta sẽ được gặp lại một huyền thoại Assassin mà các nhà làm game xây dựng lên. Đó là huyền thoại Anta hay cái gì đó, Anta, Anta gì đó. Nói chung là một huyền thoại Assassin. Và có thể là anh chàng này, Rebecca, get me out here. Rebecca chính là cô nàng tomboy. It's broken. Broken. Woo. I feel fine. Broken. Tôi thấy cả ổn mà. Look at me now. Nhìn tôi đây này. Let's talk, buddy. Nói chuyện nào. Walk with me. What is this place? Chuyện với tôi. It's nice, isn't it? We're in the guts of the Animus. The original. Ta không thể di chuyển tự do ở đây rồi. Di chuyển tự do này các bạn. Weather simulations. Hello world. Your Hello world. There had the sense to plug you in. Saved your life. Saved it from what? Ở đây là đâu? Ở đây có gì không? Right now you should be sitting in a hospital ward, drooling and chewing on your tongue. For now, the Animus. Nói gì nói nhiều thế? Anh nga. Keeping all your ancestors from collapsing. Ê, đi xa quá là bị hỏng đấy. All those personalities will smash together. That won't. Cánh cổng cực kỳ cao. Nexus. Cái đó là chúng ta sẽ bước vào đây. Có lẽ như vậy rồi. There. That thing is your way out. You're screwing with me. Here's the problem. Your brain. Đó có thể là lối thoát của anh. Too many ghosts in your head, too many voices. So how do you fix that? So how do you fix that? You claw your way. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Nói nhiều quá. Unfinished memories. Tiếng Anh thì đã toang rồi. Finish what you started. Until your answer. Until your answer. Nothing to show. To show you. That is a sin, Nessa. What the fuck, Nessa? And when you find the animal, can expect Desmond from Azio and Anta. Kìa, Anta à? Because it happened to me. À, sao anh biết? Bởi vì đó là vấn đề của tôi. So I'm stuck here. Cái chàng này bị kẹt lại đây. The hell? A word of warning. When you step through there, everything changes. Nothing feels normal. But you are still in control, and it's up to you to find your way out. Right. Nói chung là anh chàng này đang thuyết giảng là chúng ta phải là cố gắng bước vào đó mà tìm cái đường ra ngoài, không thì kẹt lại như anh ta ấy. Đại khái là vậy. Lucy. Lucy.
Lucy, tôi xin lỗi. Lucy chính là cô nàng mà đã bị đâm ở phần 2 vậy. Wasn't me. Was that voice? Juno. She took hold of me. Thực sự thì cái nhân vật Lucy được xây dựng có thể nói là một bệ phóng khá là lớn dành cho thanh niên Desmond này, một trụ đỡ tinh thần. Nhưng mà nó giúp anh ta rất là nhiều. Để anh ta có thể an tâm hành trình trong cái chuyến chơi game thực tế ảo của mình. Tiếc rằng cô ta lại là Templa nằm vùng. Thế mới thốn, rất là xinh đẹp. Cứ tưởng là ghệ của Desmond nữa cơ. Bây giờ thì bước vào nào. Chúng ta sẽ bước tới thế giới Assassin's Creed. Ubisoft Present. A game by who? Ubisoft Mon... What the fuck? Monchan. Gì nhiều vậy? Nhiều Ubisoft vậy? Kiev. Massive. Quebec. Các trụ sở Ubisoft à? Singapore. Đây các trụ sở Ubisoft cùng nhau phối hợp để tạo ra tựa game này. Claudia. Claudia. My dearest sister. Oh, vẫn là AGO này. Safe and in high spirits, but prepared for the worst. The men and women who have fed and sheltered me here also give me warning. Đây có lẽ là cuộc hành trình cuối cùng của Ezio. Bởi vì thời điểm hiện tại thì Ezio, mình nhớ không nhầm thì trong cái phần này cốt truyện thì Ezio đã 50 tuổi rồi. Rồi anh ta phiêu lưu cùng trong cái phần sau nữa, thực sự là hơi quá, quá già so với quy định, đúng không nào? To discover what our father did not. In a letter written the year before my birth. He makes mention of a library hidden beneath. Thiết kế trang phục của nhân vật có thể nói là đẹp hơn rất là nhiều so với trước đây. Các bạn có thể so sánh cái phần thiết kế nhân vật với cả phần 1 thì các bạn sẽ thấy. Ôi cái gì? The hell? Đây. Ezio dâu trắng rồi. Who will greet me? Bẻ cung tên luôn, căng chưa? Strongly. Or nothing but the whistling of a cold and lonely wind. Ui giời. Một mình tả xung hữu đột với mết chung người. Đây là điều mà chỉ có Assassin's Creed 1 và Assassin's Creed 2 có thể làm được. Còn các phần tiếp theo gần như chúng ta không thể làm được điều đó nữa. Khi mà chúng ta chỉ 1 vs 2 thôi là đã vật vã luôn rồi chứ đừng nói. Chào đấy. Đụng nhầm người rồi em ơi. 50 tuổi nhưng mà vẫn rất nhanh nhẹn và đầy kinh nghiệm, đúng không? Cái gì đấy? Đây, các bạn để so sánh luôn. Thiết kế hồi phần 1 trong quê mùa vãi trưởng rồi. Ôi à, chém gãy kiếm rồi. Ôi xong, hành trình của Ezio kết thúc như thế này à? The fuck? Đi tóm rồi. Anh nhân kia cầm một cái giá treo cổ à? Really? Should anything happen to me, Claudia? Should my skills fail me, or my ambition lead me astray? Do not seek retribution or revenge in my memory, but fight to continue the search for truth. Thiết kế nhân vật phần 1 đó các bạn. Trông khá là ảo diệu. One of many thousands, and the world will not suffer if it ends too soon. Đây, Ezio sau khi về già đây. Vãi trưởng. Vừa bắt đầu thôi mà đã bị treo cổ rồi á, really? À đây. Phản kháng kìa, đúng không nào? Ôi hay lắm. Ui. Chờ đấy. Rồi, phát ra. Ui. Kinh à. Cứ như là ngôi sao điện ảnh Marvel vậy. Trời. Cùn ngầu vãi cái trưởng luôn. Assassin's Creed Revelation. Thử chiến nào các bạn ơi. Đây. Xem nào. Ơ không có cáo choàng bên vai. À đúng rồi, lúc nãy bị rách mất rồi. Thiết kế nhân vật rất là đẹp, đồ họa được nâng cao rất là nhiều. Rồi, mấy cái về phần di chuyển như thế nào thì có lẽ mình sẽ không nói qua nhá, bởi vì những ai đã từng chơi Assassin's Creed chắc chắn đã biết rất rõ rồi. Quậy quá, giật hình. Mày hả bậy. Trời, tuổi tôm. Ui giời. Easy. Chúng ta được hướng dẫn di chuyển các bạn ạ. Cái này có lẽ là Air Glee Vision.
bắt chim mừng, bắt tiểu hầu. Được rồi, ăn gì nữa nào? Đây à, vũ khí. Còn cái này bên này gãy rồi sao? Ờ gãy rồi đâu. Thôi, cầm đại. Kiếm được quả kiếm rồi. Càng ấy. Đi nào. Ấy, ấy. Ờ mình quên mất là ấn cái nút gì để hiện cái bảng bảng vũ khí rồi các bạn ơi. Ấn tab thì vẫn là bản đồ. Còn bảng vũ khí ấn cái gì nhỉ? Ôi. Ôi. Một chém một em ra. Really? Ui, căng vậy. Đi nào. Hành trình ra sẽ tiếp tục đến đâu ở đây? Này E3 nhỉ? Left to leave and hold. Wait, what? À, giữ cho trái, giữ cho phải đã được. Này trước như phần trước có rồi mình quên mất. Ui leo chung hình ảnh luôn, sợ không? Kỹ năng leo trèo vẫn như xưa. Khác là mấy? Sợ. Đi nha. Lâu đài khá là tráng lệ, tiếc rằng không khí cái gì à? Cái thời tiết hiện tại đang là tuyết cho nên chúng ta không thể ngắm nhìn cái lâu đài một cách trọn vẹn được. Leo vãi trường kìa. Thế nào? Cảm giác nó nguy hiểm vãi cả lình ra. Anh nhiên leo như không. Lại nữa à? Cao vậy. À, ám sát thanh niên ở đây. Thanh niên số nhỏ. Đu. Easy. Khiếp thật, lâu lắm không chơi vẫn nghề quá. Ê, rớt. À đây. Rồi, lên đến mái các bạn ạ. À, con diều hâu này, đây là biểu trưng của chúng ta đó các bạn. Gì đây? Đạp đổ à? Really? Ui. Kinh vậy, biết dưới đây có sông luôn. Quái quả mắt diều hâu. À. Ui, thanh niên đang gặm táo. Thôi, số chú nhỏ rồi. Vì lính như chú thì anh chỉ cần một hit thôi. Chúng ta được 50% gì đó rồi. Giờ đến cái dấu chấm than thì làm sao để đến nhỉ? Gì vậy? Phải đi đường này. Ui. Sẽ phải á. Ui, đồng thế. À không sao, ui xời. Ui, tặng một hit thôi mà. Chuyện nhỏ. Vẫn hỏ. Gì mày? Dễ nhở? Đập phá gì ấy? À đây, có một anh nông dân. Vậy là kiến trúc sư. Be merciful, please. I am a working man with a family. Doing what kind of work? Digging mostly. Tôi chỉ đang làm việc thôi. Đây là một cái cổng bí mật nào đó. Not made much progress. I have not made a dent. This các bạn chỉ đến đây thôi nhá. Mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt game Assassin's Creed Revelation rồi. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Và đầu xuân năm mới thì chúc các bạn có nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống ở trên nào. Và phiêu lưu trong thế giới ảo thì đừng quên thế giới thực nhá. Rồi, bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nhé.